thường xuyên Tết nhưng mà không có dư. Nói chung là đây khoảng mấy tạ, nói chung là còn gần 100 triệu, là bao gồm cá gần 100 triệu, là nói chung là đủ chi phí lượng dầu. Nói chung là lượng dầu cao đến 3.000 là nó có gần 70 triệu rồi, đồ đá rồi tiền ăn đủ, nói chung là đều phụ. Còn chưa tính tiền lao động của anh em, đôi lúc anh em đi Tết vậy mà hầu hầu không có tiền, nhưng máy xiết lửa là sao có, cái 80 triệu rồi là sao đủ tốt. Vô bán cá là 80 triệu không bao giờ đủ tốt. Cá giá thành nó thấp quá vậy, đôi lúc 30 con, hồi trước kia 30 con đi nó mừng thiệt, mà bữa nay 30 con mà chẳng qua nghĩ là đủ tốt.